Xin cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức và Đời sống. Và ngày hôm nay là buổi nói chuyện với dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo về một cái sản phẩm mà do chính dược sĩ đã phát minh ra và sáng chế. Vâng, thưa với lại Diệu Thảo, nói trở qua là về cái DT, tức là Diệu Thảo phát vào vâng. Collagen Facial Cream. Đó là cái chai này. Vậy thì hồi nãy Diệu Thảo có nói là trong này là ba collagen, nó có ba thành phần chính phải không ạ? Dạ vâng. Thì trong cái thường thường ở ngoài đó, những cái sản phẩm ngoài đó, người ta nói collagen, người ta chỉ có collagen mà thôi. À. Thì collagen cũng giống như là những cái dây để nó nối những cái tế bào lại với nhau. Thì collagen rất là tốt, như quý vị đã biết, là nó tốt cho xương, sụn và nhất là làn da của chúng ta. Nhưng mà collagen không thì chưa đủ thưa chị. Collagen không nó chỉ làm cho làn da của chúng ta, nó chỉ nối kết làn da lại thôi, chứ nó không có làm cho làn da của chúng ta mịn màng. Mà có thể nói rằng là nó làm cho cái da mặt của mình bớt nhăn đi. Nó không có thể chống cái lão hóa nhiều hơn. Thì em mới thấy rằng em bỏ thêm chất nữa là hyaluronic acid. Cái hyaluronic acid này là giống như là những chiếc đệm ở xung quanh cái tế bào của da. Thì khi mà tại sao mình có những nếp nhăn, khi mà cái chất đệm đó nó không có giữ được nước thì cái tế bào nó làm cho mình có thể có những nếp nhăn. Cho nên là em bỏ 1/3 đó là hyaluronic acid vô. Rồi sau đó em trộn thêm nữa là cái ceramide. Ceramide là giống như là một lớp bảo bì của cái da của chúng ta. Tại sao cái da của người mình lớn tuổi nó khác cái da đứa bé? Cái da đứa bé, cái chất ceramide trong cái da của đứa bé nó nhiều hơn, cho nên thấy cái da của nó rất là trơn, rất là smooth. Thì cho nên em trộn thêm cái chất ceramide nữa. Thì khi mà cái da của mình có ba yếu tố đó, nào là collagen, nào là hyaluronic acid và ceramide, thì nó sẽ khi quý vị dùng vào buổi sáng và buổi tối thì trong vòng 1 tháng, 2 tháng quý vị mới cảm thấy được rằng cái làn da của mình nó sáng ra hơn, nó mịn màng hơn và phải nói là nó tươi mát hơn. Quý vị sức vào quý vị cảm thấy là nó mát, mà đặc biệt rằng là không có hoàn toàn, nó không có để lại một chất mà cảm thấy rít hay là nhờn gì hết. Trong vòng nó tự nhiên trong vòng cái chừng để 3 phút, nó tự nhiên nó thấm vào da của chúng ta thì da của chúng ta cảm thấy là rất là mịn màng và mát. Cho nên em cũng rất là vui khi mà làm ra một cái sản phẩm này để mà giữ cho chia sẻ hết tất cả những mọi người xung quanh, bạn bè em, nhất là chị, em cũng chia sẻ với chị. Rồi trong gia đình chị Quyên nói em em có chắc là em làm cái này được không đó em. Chị Quyên cũng rất là lo, xong Quyên dùng thử cũng nói ồ cái này được đó em, chị thấy cũng rất là good, cho nên là em cũng rất là vui. Thì cho nên em mới sản xuất ra một loạt luôn để mà chia sẻ với lại quý khán thính giả luôn. Dạ thưa chị. Vâng. Vậy maybe phải thưa quý vị một chút xíu, đó là Nguyễn Khoa Diệu Thảo là có họ hàng vai cháu của tướng Nguyễn Khoa Nam, cũng như là cousin của MC Nguyễn Khoa Diệu Quyên. Vâng. Một nhà mà phải nói dòng dõi rất là quý tộc mà lại thông minh giỏi nữa, và đặc biệt là rất là yêu quê hương đất nước Việt Nam. Trở lại với cái này, như là May Vi thấy là Nguyễn Khoa Diệu Thảo nói rất là đúng, đó là trong đây không phải chỉ có chất collagen không. Hiện tại bây giờ phải nói là cái phong trào mà chúng ta thấy nhiều sản phẩm uống cũng collagen phải không? Dạ vâng. Rồi thuốc viên cũng collagen. Dạ đúng. May Vi biết có chích chưa? Chưa chích. Chưa là thuốc chân để bôi thì có. Nhưng mà chưa có ai mà dám thành thật mà nói rằng là trong này ngoài cái collagen chúng ta còn có thêm hai cái thành phần khác để mà tạo thêm được cái hiệu quả giúp cho cái sự nối kết của các tế bào được mịn màng lâu dài, phải không? Dạ, tươi vâng. Trẻ. May Vi nghĩ sau cái buổi nói chuyện này chắc là những sản phẩm khác nó sẽ cộng thêm hai cái đó của Diệu Thảo. Nhưng mà từ cái ngày mà để bắt đầu mà làm ra cộng thêm chất đó, khi làm ra thì chắc cũng còn thời gian xa lắm. Phần lớn là May Vi thấy những sản phẩm là họ hay đi đến cái phòng lab nào đó của Mỹ, của Nhật, của Đức đại khái, xong rồi mua cái bản quyền đó và lấy tên của mình vào để đặt thành sản phẩm đó. Nhưng mà thưa quý vị, đặc biệt là DT Collagen đây thì là của chính Diệu Thảo đây phát minh và sáng chế ra, chứ không phải mua
ở các phòng lab khác. Đó là một cái sự khác biệt, thưa quý vị. Và cái đó lý do tại sao mà Mai Vy mời Diệu Thảo lên đây để mà chia sẻ với quý vị, đặc biệt là những quý vị đang quan tâm đến làn da và muốn được cái sự giữ được sự tươi trẻ mãi mãi, phải không ạ? Dạ vâng. Thì em nghĩ rằng là khi mà mình làm một cái điều gì đó, mình phải thành thật. Cho nên là em thấy rằng mình phải, chính mình phải thử và mình phải coi thử như thế nào. Bạn bè thử nữa. Bạn bè thử nữa và những người thân của mình thử, họ mới cho mình cái feedback. Chứ mới đầu mà thực sự mà nói em cũng không có dám mà trộn hết ba chất lại với nhau. Tại vì là mình không biết nó ra như thế nào, mà cuối cùng may mắn là nó thành công. Cho nên em rất là vui. May mắn, đâu có. Cái này phải nói là bao nhiêu lâu để mà cho Diệu Thảo nghiên cứu mà thành công? Dạ vâng, 2 năm thì chị. 2 năm, đó đâu có phải là may mắn. Đó là bao nhiêu công trình tim móc, thưa với quý vị, để mà làm ra được một cái sản phẩm mà hiệu quả. Dạ. Riêng Mai Vy thì được dùng cái gọi là cái sample, cái demo thôi. Nhưng mà thấy rất là tốt, tại vì mình cũng đã dịp dùng qua những sản phẩm nổi tiếng bán tại các mall, các department. Và Mai Vy mới có cơ hội để mà compare, so sánh rằng là ồ, cái này có vẻ là tốt hơn những sản phẩm kia quá đắt tiền. Dạ vâng. Nhưng mà giờ nói một thôi nó không biết mua ở đâu. Dạ vâng. Cái này thì chị có thể mua ở nhà sách Tự Lực, thưa chị. Vùng đây. Vùng đây thì gần đây thì mua tại nhà sách Tự Lực. Còn nếu mà những cái vùng xa thì có gọi lên Vinashop để mà mua, thưa chị. Thì em Vinashop. Em bỏ trên Vinashop, trên họ sẽ gửi hàng tới tận qua nhà. Qua online phải online, không? Dạ vâng. Họ gửi hàng tới tận nhà. Mà ngoài ra cái kem DT Collagen không thì Diệu Thảo còn có cái làm cái kem thoa tay và thoa chân. Thì thực sự mà nói á, khi mà em xuống ở dưới Pasadena thì người Mỹ trắng họ bị nứt tay nứt chân rất là nhiều, mà trong khi mà nếu mà trời mùa đông thì em thấy rằng á, khi mà mình bị nứt tay nứt chân thì đâu có ai mà cũng phải đi bác sĩ. Chỉ có Mỹ họ đi bác sĩ, họ mới có dư tiền họ đi bác sĩ, họ mua thuốc. Mà thường thường ở đó những cái toa thuốc mà bác sĩ cho ra là chứa 40% urea để làm cho cái da nứt tay nứt chân của mình nó lành lại. Và cái thuốc đó rất là mắc, phải nói là một cái chai, một cái loại thuốc mà có chứa 40% urea rất là mắc. Thì em mới nghĩ rằng thôi, tại sao mình không làm một cái gì đó, cái giá phải chăng cho quý vị đồng hương của chúng ta, nếu mà lỡ bị nứt tay nứt chân mà da tay da chân không có mịn màng trong cái mùa đông đó, thì em chế ra thành cái loại urea 20% và 10% aluminum lactate. Thì khi mà combine hai loại đó lại với nhau thì có thể giúp cho da tay da chân của quý vị mịn màng và rất là trơn tru during vào mùa đông, và làm cho những cái dấu nứt đó nó lành rất là mau, thưa chị. Vâng, cái này rất là quan trọng. Cái này để cho chúng ta bị nứt chân nứt tay, nhất đặc biệt là bàn tay của quý bà quý cô đó, thì cái này rất là tốt. Là bởi vì sao? Chúng ta đã bôi cream cho face này, cho mặt này, mà giờ mặt đẹp rồi, giờ giơ bàn tay ra nó khô cằn phải không, nứt nè, không được. Vậy chúng ta đã có cái này body lotion phải không ạ? Thì quý vị cứ nhìn thấy cô dược sĩ đây là quý vị biết cái sản phẩm nó hữu hiệu như thế nào. Thực sự ngày hôm nay Mai Vy cũng phải là mời lên đây để quảng cáo về cái sản phẩm của DT Collagen, mà tại vì cái sự gọi là thành công là nhờ vào cái sự phát minh cũng như sáng chế của chính người dược sĩ Việt Nam có một sản phẩm tốt để cho chúng ta tiêu dùng, thì tại sao chúng ta không sử dụng cái sản phẩm đó, giá cả cũng nhẹ nhàng phải không? Dạ vâng. Thưa chị. Thì tất cả những cái chi tiết mà nếu quý vị muốn mua thì tại vùng đây quý vị lại nhà sách Tự Lực, và nếu mà quý vị ở khắp các tiểu bang thì có thể lên mạng VN. Dạ, có thể lên mạng dtcollagen.com đặt hàng cũng được, thưa chị. Có thể lên mạng thẳng dtcollagen.com. Dạ, thì tất cả những cái gì quý vị muốn tìm hiểu về DT Collagen sẽ có ở trên mạng. Quý vị vào dtcollagen.com
Mai Vy cũng đã lên mạng rồi quý vị ạ. Và chắc chắn trên màn ảnh cũng có hiện để cho quý vị số phone cũng như là cái website để quý vị tham khảo. Bây giờ thì xin mời những lời cuối xin nhường cho Diệu Thảo. Một lần nữa Diệu Thảo rất là cảm ơn chị Mai Vy và Diệu Thảo rất là cảm ơn đài truyền hình SBTN đã cho Diệu Thảo có cơ hội đến với quý vị khán thính giả của đài truyền hình hôm nay. Và chúc quý vị có một ngày Chủ nhật với gia đình, bên gia đình và người thân. Kính chào quý vị. Vâng. Kính thưa quý khán giả, chương trình Kiến thức và Đời sống đến đây xin tạm ngưng. Mai Vy chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Thân mến chúc quý vị và gia đình một tuần lễ được nhiều an vui, hạnh phúc và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Quý vị thường hỏi với thời gian tại sao Mai Vy giữ được làn da tươi trẻ. Kính thưa quý vị, đó là nhờ Mai Vy dùng kem nghệ của cô Vân Thuốc Nghệ. Như quý vị cũng biết, củ nghệ rất tốt cho làn. Quý vị thường hỏi với thời gian tại sao Mai Vy giữ được làn da tươi trẻ. Kính thưa quý vị, đó là nhờ Mai Vy dùng kem nghệ của cô Vân Thuốc Nghệ. Như quý vị cũng biết, củ nghệ rất tốt cho làn da và cô Vân đã phát minh ra tinh chất nghệ trắng để bào chế ra kem nghệ. Quý vị hãy dùng kem nghệ của cô Vân Thuốc Nghệ, thiên nhiên, hiệu quả, an toàn. Quý vị hãy dùng kem nghệ của cô Vân Thuốc Nghệ để có được một làn da trẻ trung, săn chắc. Nhà hàng bò bảy món Hồng Ân với gỏi khai vị, bò nhúng nhắm chua ngọt, thịt bò tươi đỏ, chả đùm với bánh phồng tôm hảo hạng, bò nướng vị ướp xả thơm phức trên lò nướng tại bàn, bò cuốn lá lốt xanh, bò quýt mỡ chay và cháo bò mãn vị. Đặc biệt có cá nướng da giòn thơm vàng, ăn kèm với đủ loại rau và mắm nêm hoặc nước mắm tỏi chanh pha sẵn hợp với khẩu vị của thực khách. Có giá đặc biệt cho tiệc cưới và hội đoàn, tọa lạc ở Westminster và góc đường Brookhurst. Kế bên McDonald's 714-534-5384, 714-534-5385.